Vâng, hiện tại đang là 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên mình hiện tại là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Thì bộ này chúng tôi đã hoàn thiện và dát vàng cho anh Trà tại Phú Ninh rồi. Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện xong và quay video clip và gửi lại cho anh. Trước thì anh đã lên và ký duyệt mọc sản phẩm này rồi. Thì bộ này được đục chạm mà dòng hóa. Trước tai thì có dòng và có hoa hồng ở giữa đây. Hai bên là cuốn thư Tục Tông Công Đức Thiên Nên Thịnh và một bên là Từ Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thì ý nghĩa là ghi nhớ lời răn dạy của ông bà tổ tiên, cũng như là ca ngợi cái tốt đẹp của dòng họ. Thì sản phẩm này chúng tôi hoàn thiện và dát vàng Đài Loan rồi, rất là đẹp, ánh nắng phản chiếu rất là đẹp đây. Có kích thước là 1m97, phần câu đối cũng là dài 1m97 luôn, và chữ Đức Lưu Quang ở trên nền gấm rất là đẹp. Đây, hai bên này hai câu đối đấy. Tổng thể sản phẩm này thì thấy nếu có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 987 51086, website đồgỗtungtam.com, địa chỉ tại phân khu Cẩm Khê Phú Thọ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người clip khác nhé. Sau video mà tôi xin dừng lại và sẽ gửi cho anh Trà. Quý vị thấy được sản phẩm là được thiếp vàng Đài Loan rồi, thì là rất là bền và không bao giờ lo bị phai màu rồi. Một số sản phẩm khác trên thị trường là họ quét nhũ nên là quý vị dùng một thời gian là nó sẽ bị phai cái màu này đi. Đây là chúng tôi thiếp vàng, thiếp vàng, sản phẩm thiếp vàng nhé. Đục chạm rất là đẹp, có ánh sáng nó lóe nên là thấy được xanh bóng.